Mình xin chào tất cả cô chú anh chị em đang xem video của Nhân Vlog 1989 nha. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2023. Mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người xem được video này của mình nha. Kênh của mình thành lập ra với mục đích là mình giao lưu kết nối để mình chia sẻ những cái mẫu hồ mới nè, những cái cách làm lọc mới lên kênh để cho mọi người cùng tham khảo. Bên cạnh đó thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em nào đam mê chơi cá coi nói riêng và cá cảnh nói chung. Mọi người cần một cái hệ thống lọc chế xử lý nước tốt á, thì có thể liên hệ với là mình qua số Zalo trên màn hình nha. Thì mình sẽ hỗ trợ đồng hành với là mọi người đến khi nào hồ của anh em đi vào ổn định thì thôi nha. Trong video ngày hôm nay thì mình tiếp tục sẽ giới thiệu với là mọi người một cái mẫu hồ cá coi mới, một cái cách làm lọc mới để cho anh em mình tham khảo nha. Hồ này của mình tầm cỡ khoảng 5 khối ngoài trời nha anh em. Nói về cái hệ thống lọc cũng như là hồ ngoài trời á, thì có rất là nhiều anh em đang muốn làm nhưng mà mọi người phân vân, không biết là mình đi cái đường ống như thế nào, và cái quan trọng nhất, cái cách mình hoạt động hệ thống lọc ra sao để hạn chế nước của mình bị vàng, bị xanh, ảnh hưởng do tạo. Thì trong video ngày hôm nay, hồ này mình đã được sự đồng ý của em Nguyên ở tỉnh Đắk Lắk nha. Thì hồ của Nguyên hoạt động được hơn 2 năm rồi mọi người. Cách đây hơn 1 năm thì mình đã có chia sẻ hồ của Nguyên lên kênh của mình một lần rồi. Nhưng mà sau 1 năm bây giờ trở lại mình tham quan hồ của Nguyên á, cái đầu tiên ở đây anh em thấy là chất lượng nước trong hồ của mình rất là tốt và cá rất là khỏe luôn. Thì chứng tỏ một điều rằng cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ Nguyên đang vận hành rất là hiệu quả cho hồ của mình nha. Bây giờ mình mời anh chị em cô chú cùng với là mình sẽ tham quan hồ của Nguyên, sau đó mình sẽ giới thiệu cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ Nguyên đang vận hành. Để anh chị em cô chú nào mình có cái nhã ý muốn làm những cái mô hình hồ tầm cỡ khoảng 5 đến 10 khối ở ngoài trời giống như chủ Nguyên thì mọi người có thể là tham khảo cái cách mà Nguyên làm lọc nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Bây giờ mình sẽ quay toàn bộ không gian hồ của Nguyên để cho mọi người tham quan nha. Đây là toàn bộ khung cảnh hồ của Nguyên nè mọi người. Cái đầu tiên khi anh em nhìn vào hồ của Nguyên á là rất là đẹp nha, thiết kế rất đẹp, nước cực kỳ trong và cá của mình rất là khỏe luôn. Ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình có cái không gian rộng hoặc là diện tích á, mọi người có thể là thiết kế một cái mô hình hồ giống như của Nguyên nha. Lưu ý lại anh em một tí xíu là với những cái mô hình hồ ngoài trời thì cái hệ thống lọc anh em phải làm cho nó lớn nè, mình hoạt động cho nó mạnh một tí xíu nha. Tại vì nó dễ bị cái tình trạng là bị vàng nước, xanh nước do tảo á. Nếu mà hệ thống lọc của anh em hoạt động không tốt thì tầm cỡ khoảng 1 tuần, 2 tuần thì toàn bộ nước trong hồ của mình nó sẽ bị vàng với là bị xanh nha. Ở đây thì mọi người nhìn thấy là nước trong hồ của Nguyên á, mình ở trên mình đứng mình nhìn xuống nè là anh em thấy được cái nền hồ luôn. Thì chứng tỏ một điều rằng cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ Nguyên đang vận hành rất là hiệu quả nha. Mình chia sẻ một vài thông tin hồ của Nguyên, sau đó mình sẽ quay thật là chậm ngay chỗ cái phần lọc á, để cùng với là mọi người xem coi là trong những ngăn lọc đó hiện tại bây giờ Nguyên đang sử dụng những cái vật liệu gì, mình sắp ra sao mà cái chất lượng nước trong hồ của mình nó tốt được như vậy luôn anh em nhé. Hồ chánh này của mình ở đây chiều dài là 2m8 nha anh em, chiều ngang của mình là 1m9 và mực nước trong hồ hiện tại bây giờ Nguyên đang để là 1m. Như vậy là hồ chánh này của Nguyên tầm cỡ khoảng 5 khối nha anh em. Hệ thống lọc của Nguyên là 1 khối 8, nếu mà tính luôn hồ chánh và lọc nó rơi vào tầm cỡ khoảng 7 khối nha mọi người. Nguyên làm là 2 hút đá 90, 1 hút mặt 49. Anh em nhìn thấy là trong hồ của Nguyên hầu như là không có cặn li ti, và mình nhìn thấy rõ cái nền hồ. Anh em biết cái nguyên nhân ở đâu không? Cái lý do là Nguyên làm ở đây 2 hút lẫn nha mọi người. Thì thông thường những cái hồ giống như của Nguyên á, anh em làm là hút đáy nhiều nè, rồi thậm chí là 2 hút mặt. Hút lẫn thì mọi người làm chỉ có một cái thôi, nhưng mà ở đây là Nguyên làm tới 2 hút lẫn 49. Thì đó là cái lý do, mặc dù số lượng cá trong hồ của mình là anh em thấy là cũng trên 10 mấy con á, nhưng mà cái cặn li ti không có, nó sẽ được hai cái hút lẫn này cùng như là hút đáy và hút mặn nhanh chóng đưa những cái gì dơ nhất, những cái gì bẩn nhất từ ngay chỗ hồ chánh qua hệ thống lọc của mình. Đó, đây là một trong những cái sáng tạo thêm. Nói chung là anh em nào nuôi cá coi thì cũng biết cái vấn đề hút lẫn rồi, nhưng mà hầu như là mình thấy trong những cái hồ giống như của Nguyên á, thì anh em làm chỉ có một cái hút lẫn thôi. Thì ngày hôm nay thông qua hồ của Nguyên á, thì nếu mà anh em nào mình muốn coi như là xử lý cái tình trạng cặn li ti, cái phân ở cái tầng giữa của mình một cách nhanh nhất hiệu quả luôn, thì anh em có thể là thiết kế mình đi hai cái hút lẫn giống như của Nguyên cũng rất là ok nha anh em. Về phần cá thì cách đây hơn 1 năm mình đã có chia sẻ hồ của Nguyên lên kênh của mình một lần rồi. Nhưng mà thời điểm đó là Nguyên nuôi cá Việt cũng có, cá F1 cũng có anh em. Nhưng mà sau một cái thời gian đi vào vận hành á, thì Nguyên thanh lý bớt cá Việt. Hiện tại bây giờ trong hồ của mình là hai em cá Nhật nè, cá F1 với là cá Việt tuyển chọn nha. Mọi người thấy là hồ ở ngoài trời á,
cái màu sắc cá của mình lên sậm nhìn rất là đẹp nha. Sẵn đây thì cũng chia sẻ với lại anh em luôn một tí xíu là có nhiều bạn hỏi mình á, là khi mà cá koi này của mình nè, mình nuôi ở ngoài trời cái màu sắc nó đẹp hơn, nó sáng hơn, hay là mình nuôi trong nhà nó đẹp hơn? Thì theo mình nha, theo ý kiến cá nhân riêng của mình, hồ của anh em có ánh sáng giống như hồ ngoài trời, giống như của Nguyên á, thì chắc chắn cái màu sắc cá nó sẽ sặc sỡ hơn, nó sẽ sáng hơn so với lại hồ bên trong nhà giống như của mình nha. Thì đây là cái quan điểm cá nhân riêng của mình thôi. Còn nếu mà anh em nào mình nuôi cá koi lâu năm, mọi người có những cái kinh nghiệm nuôi cá ở cái môi trường nào để giúp cho cái màu sắc cá nó đẹp, nó phát triển tốt, thì có thể là để lại cái phần comment bên dưới để cho mình cũng như là một số anh chị em đang thắc mắc có thể là tham khảo nha. Quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay, đó là hệ thống lọc hồ của Nguyên. Bây giờ ở đây thì mình sẽ quay chậm chậm để cùng như là mọi người xem coi là trong ngăn lọc đó thì Nguyên sắp như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ quay thật là chậm ngay chỗ phần lọc của Nguyên á, để cùng như là mọi người xem coi là Nguyên vận hành như thế nào nha. Hút đáy, hút mặt và hút lửng của mình sẽ kết nối vào ngăn lắng. Anh em thấy là cái thời gian lâu rồi Nguyên chưa vệ sinh nha, những cái hàng chỗ của mình rất là dơ, nhưng mà chất lượng nước anh em thấy rất là tốt nha. Sau đó nước sạch của mình sẽ qua ngăn thứ hai. Ngăn này thì Nguyên sử dụng là Gmat với lại lưới lan. Nước của mình sẽ lại ngay chỗ phần bơm. Bơm thì hiện tại bây giờ Nguyên đang xài cái bơm là 25.000. Mình sẽ chia tê nha, một đường cho ra làm thổi luồng và một đường mình cho lên ngay chỗ dàn ba ki lọc nước, sau đó nước của mình sẽ lại ngay chỗ dàn thác trả về hồ. Thì đó là cái quy trình mà Nguyên làm lọc cho hồ của mình hơn 2 năm nay á mọi người. Lưu ý là anh em một tí xíu là với những cái hệ thống lọc hồ tầm cỡ khoảng 5 khối giống như của Nguyên, thì cái đường ống thông anh em cố gắng làm to một tí xíu nha. Ít nhất là 5 ống 90, còn không là nếu mà làm cái gã hở á, anh em làm càng to là càng tốt nha. Anh em canh sao mà cái độ trên giữa cái hệ thống lọc với là hồ chánh tầm cỡ khoảng 15 đến 20 cm là ok nha mọi người. Đây, bơm của mình sẽ bơm lên cái dàn ba ki. Thông thường thì dàn ba ki anh em sẽ cho trả về hồ luôn, nhưng mà ở đây thì Nguyên sẽ cho cái dàn ba ki này của mình lọc nước, sau đó nước sẽ lại ngay chỗ những cái dàn thác của mình, tạo cảnh quan và trả về hồ cung cấp hàm lượng oxy. Anh em thấy là có 3 ngăn lọc thôi, nhưng mà thời gian vệ sinh là mấy tháng Nguyên mới vệ sinh một lần nha mọi người. Do cái công việc của mình là thường xuyên đi công tác anh em, nên tầm có khoảng 3-4 tháng Nguyên mới vệ sinh một lần. Bởi vậy anh em thấy là trong những cái cây chổi của mình nè, cái phân nó động vào rất là dơ. Ở đây thì Nguyên có xài một cái đèn UV 60W nha mọi người. Nói chung là hồ ở ngoài trời anh em bắt buộc phải xài đèn UV. Anh em có thể là sáng mình mở, tối mình tắt cũng được nha. Tại vì nếu như không có đèn UV á, nó dễ bị cái tình trạng là tảo nó xâm nhập vào bên trong nước, nó làm cho nước của mình bị vàng với lại bị xanh nha nè. Thì đó là toàn bộ cái quy trình mà Nguyên làm lọc cho hồ của mình. Đến thời điểm hiện tại bây giờ sau hơn 1 năm khi mà trở lại thăm hồ của Nguyên á, mình thấy được rằng cái hệ thống lọc thì Nguyên cũng không có thay đổi gì hết anh em. Nó cũng giống như ngày xưa thôi. Thì chứng tỏ một điều rằng cái cách bây giờ Nguyên đang làm, cái hiệu quả mang lại rất là tích cực nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại Nguyên đã giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá koi với tổng thể tích nước hồ chánh và lọc tầm cỡ khoảng 7 khối. Hệ thống lọc của mình 3 ngăn và sử dụng cái bơm 25.000, rất là hiệu quả nha. Nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang có dự định làm những cái mô hình hồ tầm cỡ khoảng 5 đến 10 khối, mình chưa biết làm lọc như thế nào cũng như là đi hút đáy, hút mặt ra sao, thì mọi người có thể là áp dụng cái cách mà Nguyên vận hành hệ thống lọc hồ của mình luôn nha. Thôi chắc có lẽ là mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Cũng đại diện cho bên kênh đó Nguyên, anh cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Thì đại diện cho mọi người đam mê chơi cá koi nói riêng và toàn thể anh chị em cô chú xem được video này nói chung, anh chúc cho em cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho công việc của Nguyên làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là Nguyên chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình để có cái động lực làm thêm những video kế tiếp nha. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.